chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Mai lại quay lại lâu đài. Ở hai tòa lâu đài gần nhau ấy thì wow, thấy có cái xe Audi đẹp quá, không biết của ai. Xe Audi Audi lắm. Bây giờ thì đang chuẩn bị mang rượu ra hầm đó. Vừa mở rượu xong ấy là cho vào cái giỏ như thế này. Sau đó là sẽ xách ra hầm để cho hầm rượu ấy, để cho khách chút nữa khách sẽ thưởng thức rượu. Ôi chef. Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì ngày đẹp trời, Mai lại quay lại lâu đài. Nhìn có hai hot boy là đó. Hôm nay lại có một anh thử rượu mới nhá, chút nữa thì Mai sẽ giới thiệu cho cả nhà sau. Bây giờ thì Mai đang trên đường tới hầm rượu đó, để quay một chút cách rót rượu ra ly để chút nữa khách thưởng thức như thế nào nhé cả nhà. Hôm nay thì không có ông chủ ở đây, chỉ có bà chủ thôi, cho nên là Mai thoải mái tăng bồng. Ông chủ thì đang ở bên Thụy Sĩ cả nhà. Mai đang tiến vào hầm rượu cả nhà ơi. Thang xe lên xe đi vào. Hello. Đó, cả nhà thấy không? Beatrice hôm nay rất là đẹp. Je đi vous êtes très belle aujourd'hui. Mai rất thích cái stylist của bà ấy. Bà ấy mặc đồ rất là đẹp, rất là dễ thương. Mà lớn tuổi nhưng mà rất là điệu nhờ. Đó. Bây giờ là phải người Pháp cứ mỗi một lần rót rượu ấy là phải chùi đi. Đó, chùi những cái giọt nó vướng ở cái miệng chai đấy, để nó không có bị vương vãi ra ngoài. Hôm nay thì lại có một anh thử rượu mới, nhưng mà không phải mới, có nghĩa là anh ấy làm đây rồi và lâu lâu thì quay lại đấy cả nhà. À, chút nữa thì Mai sẽ chia sẻ cho cả nhà xem. Mỗi một người 4 ly rượu đỏ, 4 ly rượu trắng, thì bây giờ mới là ly thứ tư của rượu đỏ. Cả nhà thấy không? Đứng ở trong cái hầm rượu ở một tòa lâu đài rất là đẹp. Ở trước ấy, trước mặt thì chỉ có những cái view về nho thôi. Bốn quanh là nho. À, bên kia thì có những cái chai họ để những cái chai mà họ xếp như vậy đó. Và bên kia là những cái thùng rượu. Vừa nãy thì chị rót từ ly đầu tiên. Uống rượu là từ cái loại nào đầu tiên. Đó, chứ không phải là thích uống loại nào cũng được. Tại vì muốn, giống như mình vào nhà hàng đó, mà nếu mà mình muốn khách ăn được nhiều đồ đấy thì phải bắt đầu từ cái món khai vị, vị nó thế nào, xong món chính, xong đến món trong miệng. Nhưng mà vừa vào một nhát mà ăn món trong miệng nó ngọt ngay à, thì chút nữa mình ăn đồ mặn nên nó sẽ không hợp. Thì thử rượu nó cũng là như vậy đó. Rượu nào thử trước, rượu nào thử sau, chứ không phải là cứ rót 4 ly ra là muốn để cái ly nào cũng được, lẫn lộn cũng được, không phải đâu cả nhà. Đó là một nghệ thuật đó. Đây là rượu trắng thì ly đầu tiên ấy, đó là Chardonnay 2019. Ly thứ hai là Puy Poussé. Voilà. Après ta Centenay sous la roche. Oui. Et après ta Montagny. D'accord. Đó là bốn ly rượu trắng khác nhau nhá. Đó. Và đây là rượu đỏ mà Mai muốn giới thiệu với cả nhà. Pinot Noir 2019. Ly thứ hai là Macon Rouge 2018. Ly thứ ba là Puilly La Fantasy. Mai mà đọc tiếng Pháp thì nghe không hiểu đâu. 2017. Và ly cuối cùng là Fleury, cái loại đó 2017 nữa. Loại đó thì nhà Mai rất là thích. Thì bây giờ bàn tiệc đã hoàn, bàn rượu đã hoàn thiện rồi đó. Mai sẽ quay một vòng cận cảnh để cho cả nhà xem những cái ly rượu được set up thế nào. Đó. Đẹp không cả nhà? Đó, khách vào đây uống rượu nhìn sáu ngọn nến. Ui, merci, wow, đẹp chưa? Bây giờ thì Mai sẽ ra, Mai giới thiệu từng chai rượu cho cả nhà nhìn trực tiếp thì sẽ dễ hơn. Đó, wow, đây là bốn chai rượu đỏ Bourgogne.
Et ma congouze, bouilli, fleuri. Đó. Đây là bốn chai rượu trắng. Đó, tất cả cũng đến từ cái vùng vùng Bourgogne này, Beaujolais đấy nhá. Ok. Không có ông chủ ở đây đấy. Mai thoải mái bay nhảy, mai quay trên, quay dưới không vấn đề gì cả. Quan trọng nhất là đến giờ thì mai phải chuẩn bị đồ. Nhưng cơ mà chưa đến giờ, hiện tại bây giờ thì khách vẫn chưa tới. Nên mai rất là thoải mái. Ở đây thì có hai cái lâu đài sát nhau. Giữa thì ở giữa ban ngàn nho, toàn nho là nho thôi. Không có một nhà hàng xóm nào cả. Rất là thoải mái. Làm việc ở đây thì thôi rồi đó. Thời gian là của mình. Khi nào khách ra bàn thì ra bàn. Còn ngoài ra thì mai giống như của là mình được đi du lịch vậy. Đó, nhìn nho kia, ôi lắm quá. Hoa hồng đẹp chưa? Đó, bây giờ thì mai thấy một cái xe Audi cực kỳ đẹp. Wow, con xe đẹp chưa? Đó. Wow. Nhìn sếp mày đang đi lang thang đó cả nhà thấy không? Trước mặt chỉ có nho đó, đi làm ấy. Sếp nhân viên đi làm á, sếp thì đi lang thang ngoài kia bấm điện thoại kìa, nhân viên thì đi quay này đó. Không biết là làm ăn kiểu gì đây, không biết có bị đuổi việc không đây. Đó, trước cửa nhà có con xe của anh, hôm nay thì lại có một người thử rượu mới đó để tiếp khách. Đây là toàn cảnh tòa lâu đài, nó rất là cũ kỹ. Bây giờ thì mai đi lên phòng đãi tiệc chính để cho cả nhà xem qua nhé. Hôm nay thì thời tiết đẹp á, thì họ sẽ lắp pellet chip ở tiết ngoài kia cơ, chứ không có phải ở trên đây đâu. Đây, bàn tiệc chính hôm nay đây. Đó. Nói chung là nó chỉ có một màu thôi, một gam, một kiểu. Không có gì là thay đổi cả. Mai quay đi quay lại thì cũng chỉ có thế thôi. Nhưng mà Mai muốn quay qua lại cho những ai mà mới biết cái kênh của Mai đó, thì có thể xem cái video này mà không phải tìm lại cái video cũ. Thì Mai sẽ quay mỗi chút một tí. Bên kia thì họ có cái cheminée, có nghĩa là cái lò sưởi kiểu cổ đó. Và có con ngựa bên trên này. Đó. Đây là một cái bức tranh mà Mai không biết của ai, để chị mẹ hỏi xem không biết phải ông chủ hay bố ông chủ không. De quoi? Le tableau là c'est à qui ça? C'est le comte Lafou. C'est comte Lafou. C'est l'arrière arrière grand-père de monsieur de la Doucette. Ah! Ça là cái Mai đoán ngay mà. C'est yên nhé grand-père. Oui. Có nghĩa là bốn đời đó. Có nghĩa là ông nhưng mà cụ ấy. Cụ của cái ông chủ ở cái tòa nhà này đó. Đấy là mà ông chủ ở đây là con của giống như là trong gia đình hoàng tộc với cả nhà. Đó, thì đây ấy, đó là bố của ông nội, có nghĩa là cụ đấy cả nhà. Đó, Mai nhìn Mai đã đoán được ra mà. Thì Mai vừa hỏi xong ấy, người ta bảo giới thiệu Mai như vậy đó. Đồ ở đây thì cái gì cũng cổ. Ô là là có con chim đại bàng kìa. Thật luôn nhé cả nhà, 100% thật luôn á. Đúng là lâu đài rượu nó khác, về rượu nó khác. Cái gì cũng liên quan đến rượu, trang trí ở đâu cũng vậy đó. Đây là cái gian phòng cuối cùng để cho khách có thể uống một chút ở đây tùy theo nhá. Thời tiết xấu thì sẽ lắp pellet chip ở đây, thời tiết đẹp thì sẽ ra cái giống như kiểu là một cái nhà nho nhỏ xíu xíu ở ngoài kia, gọi là thưởng thức và ngắm nho, hoặc là có thể ngắm luôn mọi người đang thu hoạch nho đó. Bây giờ đang là mùa thu hoạch nho đấy cả nhà. Wow, cả nhà nhìn cái gương không, nó quá cũ nhưng mà chắc là nó cổ đó cả nhà, nhìn nó cũ mà lau không sạch được nữa. Đây là tất cả các loại rượu. Wow. À, đây là framboise, quả mâm xôi. Đây là pêche de vigne, quả đào á. Đây là crème de cassis,
Đây là cái loại rượu mạnh mà họ sẽ thử sau khi bữa ăn, có nghĩa là ăn bữa chính xong rồi đó, ăn tráng miệng, ăn format xong rồi thì ăn tráng miệng ấy, thì đây là cái ly rượu cuối cùng họ uống để khóa bữa đó cả nhà. Bao giờ người Pháp họ cũng ăn chuẩn ở nhà hàng Pháp ấy, thì bao giờ cũng có một cái ly rượu nhỏ thật mạnh để họ khóa bữa ăn, có nghĩa là cuối cùng đó cả nhà. Đó. Nhìn đây đẹp quá. Cái gương này nó quá cũ rồi cả nhà, nó cũ hè mờ nhưng mà chắc là nó rất là quý đó. Đó, nên họ vẫn giữ lại. Đây là bà nội hay là cụ nội á của ông chủ đấy cả nhà. Đó. Đấy họ lại có cái những lâu đài khác nữa kìa. Ông chủ ông ấy có rất là nhiều lâu đài. Đấy người ta gọi là Chateau de Famille, có nghĩa là những cái lâu đài của gia đình ấy cả nhà. Thì chút nữa Diêm Mai sẽ hỏi tên của ông chủ nhé, để cả nhà có thể dễ dàng tìm thấy. Bonjour Madame Monsieur. Khách tới rồi cả nhà. Khách tới rồi đấy. Đó, Mai mãi quay quá mà khách tới rồi đấy. Thì là tí nữa chị Mai sẽ hỏi tên của ông chủ để cho cả nhà có thể tìm được ở trên trên internet là họ là người như thế nào nhé. Tại vì họ đến một cái gia đình hoàng tộc đấy cả nhà, rất là quý tộc đấy cả nhà. Ok, thì cho Mai xin dừng video đây để Mai tiếp tục công việc của mình vì khách tới rồi đấy cả nhà. Mai muốn giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn biết là chỉ có 9 người khách mà có những 5 người phục vụ. Hello. Hello. Bonjour, comment allez-vous? Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous êtes extraordinaire, on a besoin de briller. Merci. Grâce à vous, on brille. Merci. Trong lúc mà đang chờ khách chuẩn bị vào hầm thử rượu đấy cả nhà, thì bây giờ Mai sẽ ra quay cho cả nhà biết là hôm nay họ sẽ ăn aperitif ở đâu. Vì cứ mỗi một lần thời tiết đẹp thế này đó, họ sẽ ăn ở cái ngôi nhà nhỏ xíu ngoài kia để ngắm toàn cảnh Beaujolais như này. Đó, cả nhà thấy đẹp không? Ôi trời ơi, nho họ đã cắt hết rồi cả nhà ơi. Họ cắt bằng máy cả nhà, không còn một quả nho nào luôn. Trời ơi, Mai chưa kịp quay họ đã cắt hết, nhưng mà vẫn sót một chùm. Đó, nho trắng ở đây không có được đẹp lắm vì không có nắng ấy cả nhà. Đó. Thì cả nhà đấy không, đây là lối cổng đi vào, thì nó có một cái nhà nho nhỏ xíu xíu ở trong cái đám góc vườn này, cây ở lùm xùm này. Cả nhà thấy view đẹp chưa? Đường đi vào chỗ mọi người sẽ ăn l'apéritif với cả nhà, uống l'apéritif á. Thì cả nhà thấy buồn cười không? Ở một cái lâu đài đó, như ở Việt Nam mình là sẽ phải giải bê tông sạch bóng tới đây đúng không? Nhưng đây không, để rất là tự nhiên. Từ đời nào giờ đây, cái bàn chỉ có 12 ly. Sau đó là họ l'apéritif đây gió rất là to cả nhà, và họ có thể ngắm toàn cảnh ở Beaujolais. Hôm nay thì họ có thể xem được mọi người đang thu hoạch nho đó. Sáng nay thì thời tiết rất là nhiều sương mù ấy, cho nên hiện tại thì vẫn nhìn chưa được có nét, chưa được rõ nét. Chiều nay thì Mai hy vọng là hết sương mù thì Mai sẽ quay cho cả nhà xem. Mai sẽ zoom lại nhé. Tít ngoài kia có một cái nhà đó là họ đang thu hoạch nho. Mai đang thấy có cái máy kéo nho về đó. Cái nhà đó đó, đang thu hoạch nho thì đang có cái máy chở nho về nhà xong đang bỏ đấy. Chắc là chiều nay Mai xuống. Đây, cạnh đây thì có một cái xe đang để chở nho này. Đó. Năm nay đến mùa thu hoạch nho đấy, thì Mai bị bận tuần trước với lại tuần này. Và do 2 tháng Mai nghỉ hè đó, Mai không quay lại công việc đó, thì Mai kín lịch. Nên Mai chưa có đi quay được họ thu hoạch nho cả nhà.
Ok, thôi bây giờ Mai vào gian bếp của Mai để chuẩn bị. Đó, đó sự khác biệt ở Pháp với cả nhà. À, ông chủ rất là lớn, họ rất là giàu có, đến từ một cái gia tộc, đến từ một cái gia đình quý tộc với cả nhà, quý tộc ấy. Thế nhưng mà họ, cả nhà thấy không? Đâu có phải là họ sẽ làm đường bê tông để đi vào không? Đó, mà khách ở đây là không phải là khách thường như mình đâu. Khách tới đây là độc thương lái đấy cả nhà. Giống như kiểu là họ có nhà hàng, họ có khách sạn, hoặc họ có hầm rượu để họ tới mua rượu về họ bán đấy cả nhà, hay cửa hàng rượu đấy. Thế mà họ mua là mua lớn không à, mua hàng tới hàng mấy trăm thùng nữa cả nhà. Và lại thích rượu rồi thì họ lại mua tiếp, giống như gọi là hàng tháng, hàng tuần là phải xuất cho người ta rất là nhiều đó cả nhà, bán cho người ta rất là nhiều. Nhưng mà đâu, họ đâu cần phải làm cái đường bê tông đâu. Họ để cái, người Pháp họ rất yêu cái nét đẹp truyền thống, cái nét đẹp tự nhiên đấy cả nhà, chứ không nhất thiết là phải chặt cây đi, đổ bê tông sạch bóng từ từ cổng đến nhà, không phải. Tại vì trước khi nó sạch, trước khi nó đẹp, trước khi đổ bê tông thì nó cũng là con đường đất, nó cũng là con đường cỏ. Nhưng người Pháp họ yêu thiên nhiên, họ muốn để cái gì đó một cách tự nhiên. Đó, Mai vừa đi vừa quay, khách vẫn đang chuẩn bị để đi vào hầm rượu, để thử rượu. Vẫn còn thiếu một khách nữa đang tới, nhưng cơ mà bị nhỡ đó thì sếp của Mai ra cái Lotus, ra đường cao tốc để đón. Mọi người cười Mai. Khách hàng từ xa đấy. Khách dễ thương cả nhà. Đó, rất là thoải mái, thân thiện. Nhưng mà Mai không quay gần mặt, vì nếu mà Mai quay gần mặt thì mình phải hỏi người ta, xin phép họ xem họ có đồng ý hay không ấy. Ok, bây giờ thì Mai bắt đầu chuẩn bị đồ nhé cả nhà. Bây giờ thì Mai chuẩn bị cái món vô tư tê là champignon gali. Ly bao giờ Mai làm nóng hết cả nhà, rất là nóng. Merci chef. J'ai fait la cuillère. Mais tu sais, ça aussi, maintenant on a des poches, avant on avait des gros sacs. Ah oui? Ah oui? Ah bon? Bây giờ thì Mai đang ra món khai vị cả nhà. Cá hồi đó cả nhà. Đây là salad celery. Celery. Voilà. Et hot boy, hot boy dead. À, Lui bây giờ đóng hầm rượu lại. Tự nhiên Lui tới bất ngờ, tại vì ở đây thì Lui cũng biết tất cả mọi người đó, rất thân thiện với lại Beatrice. Et tu vois, elle a comme ça les angles aujourd'hui là. Écoute, tu vois, je travaille. Đó, Lui đang giới thiệu là bây giờ Lui bán hàng rong đó. À, bây giờ mới hiểu là tại sao hôm nay Lui tới đây. Vì là Lui để quên cái gì nhỉ? Cái bill đấy. Cái hóa đơn ở trong xe của ba. Chạy tới đây lấy. Trời ơi. Ça c'est hot boy sugo. Sugo. Thế, hot boy sugo à? Cả nhà biết đây là gì không? Đây là đô de saumon. Cái lưng cá hồi đấy rất là ngon và mắc. Phô mê nhé cả nhà, có nghĩa là hun khói đó. Ça c'est pour moi. Ok, ils sont là. D'accord. Mais combien? 4 ils sont. Lui đang hỏi dò xem là ông chủ có ở đây không. Thì ba của Lui bảo là ông ấy đang ở bên Thụy Sĩ. Là
Đó, vừa ra đĩa xong vừa trang trí một cái là bê lên phục vụ ngay. Đĩa nó chưa kịp nghỉ. Très bien. C'est parce que c'est pour dresser après le plat. Donc comme ça, après vous deux. Gà và kép đã ra đĩa. Bây giờ thì Mai chỉ có cho mỗi cái mugi và nữa là xong. Mà cả nhà thấy không? Có một mình Mai ra đĩa đó, mà có những ba người chuẩn bị đưa lên phục vụ. Ở đây thì như Mai đã nói đấy, có 9 người khách thôi, nhưng còn mà có tới 5 người phục vụ. Thì mọi người biết là cái sự khác biệt như thế nào. Mai thì chỉ chuyên về bên nấu thôi nhờ, nấu và ra đĩa. Còn đâu là phục vụ người khác, rượu người khác. Nếu cô chú anh chị và các bạn quan sát kỹ đấy, thì sẽ thấy đĩa rất là nóng. Mọi người nóng mà không có bê được đó. Hay là Mai mà làm rớt một giọt kem thôi đấy, là mình phải lấy giấy mình lau thật sạch đó. Ai cũng sợ nóng không có bê được cái cả nhà, nhưng mà riêng Mai thì Mai bê được, tại vì Mai quen được cái độ nóng á. Bây giờ là giây phút làm món tráng miệng. Đơn giản này thôi. Trước khi sếp Mai cho kem ra cái chén đó, thì mình phải cho một chút cái liquor de figue, có nghĩa là loại rượu ngọt của cái quả sung này. Nó có 18 độ nồng độ cồn mà nó rất là ngon, ngọt để ăn kèm. Vì ở đây ấy, họ làm rất là nhiều liquor de trái cây đấy, giống như là làm từ quả mâm xôi, quả pêche là quả đào, cerise, quả sung, có nghĩa là nó có rất nhiều loại. Vì vậy mà mình cứ cái mùa trái cây nào ấy, thì mình sẽ đổi món tráng miệng đó, nhưng mà món khai vị và món chính thì không được đổi, chỉ đổi món tráng miệng và món aperitif thôi. Vì họ muốn là cái món tráng miệng đó có thể uống kèm với rượu của họ để họ bán rượu. Đây là những cái ly mà uống rượu mạnh với cả nhà. Đó, đây là cái rượu mà để cuối bữa đó. Thì như trên tầng 2 đó, Mai đã quay cho cả nhà xem. Đây là liqueur de figue, có nghĩa là họ làm bằng quả sung đấy cả nhà, mà nó rất là ngọt. Hôm nay sếp Mai làm cái tráng miệng bằng quả sung đấy cả nhà, figue, thì sẽ ăn kèm với lại loại rượu này. Thì mình sẽ cho cái rượu này vào cuối cái chén ấy cả nhà, sau đó bắt đầu mới cho sung lên. Và đây beige de vigne liqueur gaz, đó đây là bằng trái đào cả nhà, nhưng mà nó rượu mạnh mà rất là ngọt đấy cả nhà, nó có 18 độ. Ok, một ngày làm việc của Mai đã xong. Đây là kết quả Mai ăn đồ tráng miệng ấy, nó rơi vào đây. Đó, sếp Mai đang cười là Mai quay đây. Sếp Mai đang cười. Đây là Mai ăn vụng đấy cả nhà. Ok, thì bây giờ sếp đang chuyển đồ ra xe để mọi người ra về. Thì cho Mai xin dừng video ở đây. Tháng sau đấy thì Mai chỉ còn có 2 buổi làm ở lâu đài. Đó là ngày 21 tháng 10 và ngày 25 tháng 10 là ngày cuối cùng. Sau đó là họ đóng cửa đến tháng 3 năm sau. Ok, một buổi làm việc của Mai đã xong. Cho Mai xin dừng video ở đây. Nếu cả nhà yêu thích những video của Mai, chia sẻ thì hãy cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Mai nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye. Mai cho cả nhà xem là xin lô vô hot boy. Au revoir, Mai. Au revoir. Merci. Bonjour. Merci, Mai. À bientôt. À bientôt.